Hồng Phúc xin mời quý thính giả cùng đón nghe hồi ký mang tựa đề Người chuẩn úy thiết giáp ngày Tết Mậu Thân của tác giả Trường Sơn Lê Xuân Nhị. Và ngay sau đây sẽ là phần 1 của hồi ký này. Vận mạng của một con người tùy thuộc vào vận mạng của một gia đình. Vận mạng của một gia đình tùy thuộc vào vận mạng của đất nước mình. Tác giả Vô Danh. Hôm ngày lễ mừng cha vừa rồi, tôi ngồi nhìn thằng con trai tôi, mới vừa được 17 tuổi, bày biện mấy thằng lính nhựa ở ngoài sau hè, rồi cùng thằng bạn thay phiên nhau dùng súng hơi bắn thi, xem thử ai bắn trúng được nhiều hơn. Chúng nó bày đi sắp lại, bắn tới bắn lui, ai thắng thì cười vô tội vạ, ai thua thì mặt buồn xo. Nhìn chúng nó chơi một lúc, tôi tự dưng nghĩ ra một chuyện và cảm thấy giật cả mình. Ly bia cầm trong tay, xém đổ xuống đất. Cách đây 44 năm, tức là năm tôi bằng tuổi nó, 17 tuổi, tôi đã lên đường đi lính. Năm tôi 17 tuổi, bằng tuổi nó, tôi đã khôn lanh trải đời, biết uống rượu, hút thuốc, thậm chí cũng đã đi khai cu rồi. Trong khi đó, thằng con trai tôi bây giờ 17 tuổi vẫn còn bày biện những thằng lính nhựa ra để tập bắn, cất những tiếng cười hồn nhiên vô tư lự, trong sáng, vui vẻ và vô tội. Cái vui vẻ vô tội của những thằng bé chưa hề nếm mùi đời, chưa hề biết đau khổ, chưa hề biết đói một ngày trong đời, chưa hề biết tang tóc, chưa hề biết mùi vị đau thương của chiến tranh. Ngồi nghĩ xa hơn một chút, tôi bắt đầu nghĩ ngược lại. Ví dụ như bây giờ, thằng con tôi là tôi, phải sinh ra và lớn lên ở một đất nước nghèo khổ và chiến tranh bất tận như Việt Nam. Không biết năm nó lên 17 tuổi, nó có được khôn lanh như tôi ngày xưa không? Tôi chắc chắn là có. Hoặc giả, bây giờ ngược lại, nếu tôi là nó, sinh ra và lớn lên trong một quốc gia giàu sang hùng mạnh, được nuôi dưỡng kỹ càng, ăn học đầy đủ, chưa hề sợ đói, chẳng biết chiến tranh là gì, ngoài mấy cái trò game điện tử, tôi có thể có cái ngây thơ hồn nhiên như đứa con tôi không? Tôi cũng chắc chắn là có. Hóa ra, con người lớn lên hoàn toàn tùy thuộc vào hoàn cảnh xung quanh mình. Mình lớn lên trong một quê hương nghèo khổ thì khôn sớm, ra đời sớm, lại được sống trong một quốc gia hùng mạnh, được ăn sung mặc sướng, thì cuộc đời mình cũng khác đi. Quả đúng là một dòng máu, nhưng hai cuộc đời, hai thế hệ. Không hiểu tại sao, hình ảnh thằng con trai 17 tuổi còn dùng súng hơi bắn bọn lính nhựa với thằng bạn nó cứ trở về ám ảnh lấy tôi. Và hình ảnh tang thương của năm tôi lên 17 tuổi bỗng trở về ngập kín hồn tôi. 17 tuổi, tôi đã biết thế nào là đói. 17 tuổi, tôi đã biết thế nào là khổ. 17 tuổi, tôi đã biết thế nào là bị khinh bỉ coi thường. 17 tuổi, tôi đã biết thế nào là sống một cuộc đời không có tương lai, không có ngày mai. 17 tuổi, đó là năm Việt Cộng tấn công Mậu Thân, đem tang thương máu lửa cho hàng triệu đồng bào miền Nam, trong đó có gia đình tôi. Thành thật mà nói, không biết từ lúc nào tôi không nhớ, tôi đã biết yêu thương gia đình và tổ quốc tôi. Tôi chắc chắn nhiều người trai nước Việt, đồng lứa tôi lúc ấy cũng mang một tâm trạng yêu gia đình, thương tổ quốc như tôi. Chuyện này chẳng có gì lạ. Dù tôi chẳng làm được gì cho gia đình và tổ quốc tôi lúc ấy, nhưng đối với gia đình, một gia đình đông anh chị em và nghèo khổ, tôi đã biết nhịn ăn nhịn mặc, chịu thua sút bạn bè để thầy mẹ khỏi tốn tiền mua quần áo mới cho tôi. Và tôi cũng không hề đòi hỏi, không hề xin xỏ bất cứ một thứ gì. Thật ra thì có xin cũng chẳng được, thôi thà đừng xin. Với gia đình thì như thế, còn với tổ quốc, một thằng bé như tôi thì chẳng làm được gì. Nhưng trong trường, dù nhà tôi chẳng có ai đi lính, chẳng có ai giữ bất cứ một chức vụ gì trong chính phủ Việt Nam Cộng Hòa,
tôi luôn luôn dùng tài hùng biện của mình để kêu gọi tinh thần yêu nước trong lòng anh em bạn học cùng lớp, vạch trần những thủ đoạn hèn mạt mà Việt Cộng đang áp dụng lúc đó. Tôi không hiểu tại sao dù rất nhỏ, nhưng tôi đã biết căm thù Cộng sản đến thế. Có lẽ trước hết, một phần là nhờ một lần đọc báo, thấy hình ảnh của những người công chức, những viên chức xã ấp vô tội bị Việt Cộng lôi ra chặt đầu. Tôi thấy rùng mình và kinh tởm. Đúng là những hành động hèn nhát và bất công. Tại sao phải chặt đầu những người vô tội như thế? Suốt đời tôi không thể nào chịu được sự bất công. Và cũng có lẽ khi coi phim Chúng Tôi Muốn Sống, tôi không chịu được cảnh vô đạo, vô lương tâm, con cái đấu tố cha mẹ rồi cuối cùng chôn sống cha mẹ, rồi kéo cày qua, cắt đứt đầu của cha mẹ mình. Tất cả những chuyện này sau này đều được xác nhận là có thật. Nhưng tôi yêu miền Nam nước tôi, chính phủ nước tôi. Quan trọng nhất là vì chính phủ tôi là một chính phủ tương đối của dân, biết lo cho dân, đặt nền tảng sự cai trị trên sự tự do công bằng như bất cứ mọi quốc gia văn minh nào trên thế giới. Nhờ chính phủ miền Nam, gia đình tôi tuy nghèo nhưng chúng tôi cũng đủ ăn đủ mặc, không bị ai ức hiếp, cướp đất, cướp nhà. Ngày ngày chúng tôi được cấp sách tới trường học hành để lo cho tương lai. Mỗi lần nghe radio nói quân ta hành quân, giết được bao nhiêu Việt Cộng, nghe con số càng lớn thì tôi càng mừng. Tôi biết rằng tin tức từ radio Việt Nam mình nhiều khi cũng không đúng lắm, nhưng cứ cho như thế đi để tự kiếm lấy một niềm vui cho mình. Mỗi lần nghe quân ta đụng trận, tôi lo lắng cầu xin cho quân đội ta được bình yên vô sự. Mỗi lần nhìn thấy một chiếc xe nhà binh chở quan tài có phủ cờ chạy qua, tôi đứng cúi đầu lặng yên, cảm thấy đau đớn như người nằm trong quan tài ấy chính là bà con ruột thịt của mình. Tôi cứ lớn lên như thế trong một thành phố nhỏ tương đối còn được yên ổn an bình, chưa bao giờ biết mùi chiến tranh là thành phố ban mê thuật. Ban mê thuật hồi đó tuy có đại bản doanh của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 23 Bộ Binh, nhưng mùi chinh chiến hoàn toàn không thấy gì, gần gũi chiến tranh lắm. Chỉ là những khi nhìn thấy những chiếc xe vận tải nhà binh, những chiếc xe jeep chạy khắp phố phường, hay lâu lâu nghe được vài tiếng pháo từ xa vọng về, hay khi đi ngang qua những quán nhậu, nhìn thấy lính mình mặc đồ trận đủ thứ loại với súng ống ngồi nhậu nhẹt vui vẻ tưng bừng, vỏ bia chất đầy từng nấm cao như núi bên trong. Nhiều người không thích, nhưng không biết sao tôi lại thấy khoái cái cảnh lương sơn bạc tân thời này. Không biết có phải vì những hình ảnh này mà sau lớn lên mặc đồ lính, tôi đã trở thành bợm nhậu không? Dưới cặp mắt tôi, họ chính là những tráng sĩ đất Việt đã bỏ gia đình, hy sinh khoác chiến y vào, dâng hiến cái tuổi trẻ quý báu của mình cho quê hương tổ quốc, đem máu đào xương trắng để gìn giữ quê hương bờ cõi, cho bọn học trò chúng tôi còn được an tâm cắp sách đi học, cho buổi họp chợ ban mai còn được rộn ràng sức sống, cho những người nông dân còn được yên tâm cày cấy hay trồng tỉa hay làm ăn, cho những buổi cơm chiều trong những mái nhà tôn vách ván bần hàn bên ngọn đèn dầu, cha mẹ con cái còn được chia sẻ với nhau những buổi cơm chiều thanh bạc nhưng vui vẻ, chia với nhau được những tiếng cười đầm ấm hạnh phúc. Họ chính là những anh hùng của tôi, của toàn dân miền Nam. Nhưng nghĩ sâu thêm một chút, chiến tranh cũng đã ảnh hưởng đến tôi qua một hình thức khác, thấm thía hơn. Đó là tôi có vài thằng bạn bỏ nhà đi lính sớm rồi bị tử trận. Người đầu tiên là thằng Thời, bạn Thời ấu thơ, con chú Bảy trước nhà tôi. Xác được đem về một buổi chiều cháy nắng, gói bát tô xanh trong túi áo nhuộm máu, nhiều đến nỗi biến thành gói bát tô đỏ. Tội nghiệp thằng Thời, sinh ra nghèo khổ, sống lam lũ từ thuở chưa có trí khôn, cuối cùng thì chết vì tổ quốc ở lứa tuổi quá trẻ, khoảng 17, 18 gì đó. Người thứ hai là Nguyễn Đức Quốc, con ông Nguyễn Đức Trung, đang học hành ngon lành lại bỏ học tình nguyện đi lính nhảy dù. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra
khiến nó phải bỏ nhà đi lính, mà lại đi một thứ lính dữ tợn nhất trên thế giới. Có thể nó chán đời, cũng có thể nó muốn sống cuộc đời giang hồ ngang dọc, không ai biết được. Học chung trường, ở gần nhà nhưng chúng tôi không chơi thân với nhau lắm. Chỉ nhớ một lần tôi gặp nó ở nhà thờ, vào một ngày chủ nhật. Nó nói nó sắp đi lính, bộ mặt nửa lạnh lùng, nửa hãnh diện. Hồi đó tụi tôi đều mới bước vào lứa tuổi dậy thì, lứa tuổi ngỗ nghịch, lứa tuổi coi trời bằng nửa nắm tay, lứa tuổi chẳng biết sợ chết là gì, lứa tuổi nghĩ rằng mình có thể vá trời lấp biển và thay đổi giang sơn bằng hai bàn tay học trò nhỏ bé vụng dại của mình. Tôi cũng chẳng bao giờ ngờ rằng đó là lần gặp gỡ cuối cùng, cho nên cũng chẳng nói gì nhiều với nhau. Thật ra thì muốn nói cũng chẳng có gì để nói. Nó chẳng cần những lời khuyên của tôi, và tôi thì không thích nhiều lời. Tôi chỉ chúc nó vài câu, nó lại khuyên tôi ở lại ráng học hành. Rồi chúng tôi chia tay. Chia tay nhau mà không hề bắt tay, không uống được với nhau một ly nước mía hay một ly cà phê. Sau đó đi chừng gần một năm, một buổi chiều, tôi nhớ mãi là chiều thứ năm, vì chiều thứ năm trường tôi được nghỉ. Tôi phải ra rẫy làm việc với thân phụ. Trên đường về, xe đạp bị xẹp bánh, tôi phải xuống xe dắt bộ, và tôi đi ngang nhà thằng Quốc. Buổi chiều hôm ấy lạ lùng lắm, tôi không thể nào quên được trong đời mình. Đi ngang nhà thằng Quốc, tôi nhìn thấy anh Quân, anh thằng Quốc đứng ngoài thềm nhà, nơi có trồng hai cây trứng cá lớn, hút thuốc lá và đăm đăm nhìn ra ngoài đường, với một bộ mặt rất là kỳ lạ. Bộ mặt kỳ lạ mà ngày hôm sau tôi mới hiểu được. Đã lâu chưa nghe tăm hơi thằng Quốc, tính quay và hỏi thăm thằng Quốc chừng nào về phép, để tôi quay nhà thăm nó. Nhưng thấy bộ mặt anh Quân coi thấy ghê quá, đành dắt xe đi thẳng. Ngày hôm sau, tôi nghe tin thằng Quốc đã tử trận ở một chiến trường nào đó. Tôi đau đớn thẫn thờ, không ngờ thằng Quốc lại chết sớm như thế. Hình như nó chưa tới 17 tuổi thì phải. Gần xóm đạo tôi cũng có ông thiếu úy biệt kích tinh thuận, đi nhảy toán bị Việt Cộng bắn thế nào không biết, mà bị liệt cả hai chân. Mẹ của anh Thuận vào trong bệnh xá ở luôn với con, chăm sóc cho con 24/24. Một ngày vào bệnh xá thăm anh Thuận, tôi nghẹn lời. Tôi cũng ghi nhận tình mẹ thương con như trời như biển. Mẹ anh Thuận bỏ hết công việc làm ăn, vào ăn ở luôn với con, nuôi con, ngủ luôn dưới đất bên cạnh giường con, không bao giờ rời. Xóm tôi cũng còn vài người nữa đi lính và chết trận, nhưng đó là chuyện sau này. Lớn lên trong một hoàn cảnh khó khăn như đã kể, thì một khi suy nghĩ về tương lai, câu hỏi lớn nhất trong đầu tôi vẫn luôn là chừng nào chiến tranh mới kết thúc. Hơn ai hết, tôi biết rõ vận mệnh của một người con hoàn toàn phụ thuộc vào vận mệnh của một gia đình. Và vận mệnh của một gia đình thì luôn luôn tùy thuộc vào vận mệnh của đất nước mình. Đất nước tôi cứ chiến tranh triền miên như thế này, thì chừng nào những trai trẻ như tôi mới quyết định được tương lai của chúng tôi. Càng lớn tuổi thì càng học cao thì càng hay suy nghĩ nhiều. Tôi thấy sự lựa chọn cho mình một con đường đi trong hoàn cảnh quê hương khói lửa mịt trời như thế này chẳng có gì khó. Tôi sẽ đi lính. Mẹ kiếp, ông đi lính. Tôi đi lính, thầy mẹ khỏi tốn tiền trả tiền học, nhà lại bớt thêm được một miệng ăn, và hàng xóm bớt được nhìn thấy một thằng học trò bặm trợn du côn, phá phách như quỷ nhà trời. Trong khi đó, chính phủ lại thêm được một người lính, và riêng tôi thì có được một tương lai. Dù tương lai lính thì cũng chẳng sáng sủa gì cho lắm, nhưng tôi cũng có được một tương lai. Điều quan trọng hơn cả, tôi biết nếu tôi không tình nguyện đi lính sớm, thì một ngày nào đó chính phủ cũng nắm đầu tôi kéo vào lính. Làm sao thoát được thời chiến tranh mà. Tôi đem bàn chuyện này với bạn bè, chúng nó khuyên tôi, bảo: mày học giỏi, có đầu óc chỉ huy, sao không lấy cái tú tài rồi hẳn đi?
vì tôi chuyên môn tổ chức cho chúng nó đi ăn cắp mía, đi hái bắp lậu và đi phục kích đánh bọn xóm Trần Hưng Đạo, một xóm Bắc Kỳ di cư có nhiều thằng thảo khấu cỡ tuổi tôi. Thật ra thì tôi cũng đã tính như thế ở trong đầu. Tôi muốn chỉ huy một đơn vị bộ binh rồi từ từ, nếu không xanh cỏ, thì rồi thế nào cũng sẽ được đỏ ngực như lời người ta thường nói thời đó. Năm đó chúng tôi chuẩn bị thi tú tài 1 vào mùa xuân năm ấy, một chuyện xảy ra làm cho tôi càng thấy định mệnh đời mình đã được an bài. Tết Mậu Thân năm đó, Việt Cộng bất ngờ tổng tấn công toàn thể miền Nam. Đây là lần đầu tiên thành phố Ban Mê Thuật và dân cư ở đây nếm được sự thật cái mùi của chiến tranh. Tết năm đó chúng tôi đã đón giao thừa như thường lệ, ăn bánh chưng bánh tét, uống vài ly rượu dâu ngọt cho giống người lớn và đốt pháo lai rai, xong vô nhà ngồi đọc mấy tờ báo Tết. Nhưng sau giao thừa chừng vài tiếng đồng hồ, chúng tôi chuẩn bị đi ngủ thì tự nhiên súng nổ khắp nơi. Đạn lửa màu đỏ màu xanh bay ngược trời đất. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những lần đạn lửa màu đỏ màu xanh. Mãi sau này mới biết lửa màu xanh là súng Việt Cộng, còn màu đỏ là của mình. Mới đầu ai cũng tưởng là lính bắn súng ăn mừng Tết, nhưng sau thấy đạn lớn, sau này mới biết là B-40 nổ ầm ầm, bắn cả vào chung cư của chính phủ, khách sạn Mỹ, vào xe nhà binh của mình thì mới biết là có giặc thật. Tiếng súng càng lúc càng nổ gần và tôi bắt đầu nghe được tiếng đạn bay chíu chít trong gió rất gần mình. Nghe thấy cũng vui tai lắm chứ chẳng có gì. Là người con trai lớn nhất nhà, tôi làm chuyện gì mình phải làm. Mẹ tôi thời đó bán muối nên có một nhà kho nhỏ chứa muối. Thế là chỉ huy và phụ mấy đứa em trai kiêng những bao muối ra để sát vào tường nhà, xày hai lớp, lại lót gỗ phía trên và bỏ muối lên, làm thành một hầm trú ẩn nổi trong kho muối, dư sức chứa cả nhà. Cho mọi người vào hầm, một mình tôi trở ra làm bổn phận của người trai thời loạn. Nhà tôi có một cây súng săn hai nòng thời Pháp để lại, đã mấy chục năm chưa có ai sử dụng, không biết bắn còn có nổ không, giấu mãi trong tủ. Đây là lúc cần tới mày. Tôi lôi nó ra, chừa cho sạch rồi lên cò, bóp thử nghe tách tách. Tôi bắt đầu nhét đạn vào. Đạn này là loại đạn đi săn, tuổi tác xem ra lại còn có vẻ già hơn cả cây súng. Tôi tự hỏi lòng, không biết đạn đuốc như thế này, nếu bắn mà nó còn nổ được thì cũng chưa biết đạn có chịu bay ra khỏi nòng hay là không. Nhìn thấy mấy viên đạn mốc meo coi ghê quá. Và nếu đạn chịu bay ra và có bắn trúng người thì cũng không biết người bị đạn có chết không hay chỉ bị chảy ra. Mình bắn Việt Cộng mà Việt Cộng chỉ bị chảy ra, chúng nó nổ lại một tràng AK đạn đồng thì mình lỗ nặng. Nhưng tôi không còn một thứ vũ khí gì khác hơn trong tay lúc ấy để bảo vệ gia đình mình. Nhét đạn xong vào cây súng, gập nó lại thì tôi bắt đầu có đủ sáng suốt để nghĩ ra một chuyện khác vô cùng quan trọng. Giờ này người ta đang bắn nhau bằng súng thật, mình ôm cây súng giả này chạy ra. Lính quốc gia thì nghĩ mình là Việt Cộng và Việt Cộng thì sẽ nghĩ ngược lại. Như thế là nếu không bị giặc bắn thì thế nào cũng bị phe ta bắn. Tôi chẳng dại gì mà chết như thế. Thế là tôi cất cây súng gần cái hầm nổi, nghĩ rằng nếu Việt Cộng vào đây thật thì tôi lôi súng ra cũng chưa muộn. Tôi mò ra nhà trước xem động tĩnh. Súng vẫn nổ đều đều, khi nhỏ khi to, khi dồn dập, khi thưa thớt, nhưng toàn là ở xa, không gần nhà tôi. Như thế là tốt rồi. Tôi ngồi gần cửa sổ nhìn ra ngoài, nhìn một lúc chẳng thấy gì. Tôi mơ màng ngủ thiếp đi trên ghế.